Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đức ở nha khoa Wisma. Thì hôm nay tôi xin phép giới thiệu đến các bạn một ca lâm sàng rất là điển hình của bệnh nhân mất răng. Thì đến chúng tôi là chị Thơm ấy, thì chị có hai cầu răng ở cái vùng răng 15 đến 17 nằm trên bên phải, và cầu răng từ răng 35 đến răng 37 ở hàm dưới bên trái. Thì hai cầu răng này chị đến ấy, thì đối với tình trạng là tiêu xương ở hai phần trụ cầu, lợi đã bị tụt xuống và bệnh nhân mong muốn là chuyển đổi từ phương án mà cầu răng sang phương án implant. Thì chúng tôi đã chụp phim và khảo sát cái cầu răng của chị ý. Tôi nhận thấy rằng đó là đã xảy ra hiện tượng tiêu xương ở những cái trụ cầu răng. Trong đó có răng 18 nó khá là lung lay ở trên lâm sàng. Cầu răng ở giữa răng 35 đến răng 37, hai trụ cầu đã tiêu xương khá là nhiều. Và cái cầu răng ngày xưa của chị ý, thì trước khi làm ấy, thì cái răng số 7 ấy, đều đổ về phía trước khá là nhiều. Mọi người có thể thấy cái trục răng số răng 17 và cái trục răng răng 37 đều đổ phía trước, khiến cho cái khoảng phục hình ấy thì nó khá là bé. Ở đây thì chúng tôi đã quyết định là tiến hành là chúng tôi sẽ cấy ghép implant kích thước nhỏ vào vị trí răng 16 và vị trí răng 36. Và ở đây thì bệnh nhân đã lựa chọn dòng trụ là nêu đen. Với dòng trụ nêu đen thì xuất xứ từ Thụy Sĩ, thì hiện tại nha khoa Winsmile đang cam kết bảo hành 20 năm. Tuy nhiên thì bệnh nhân nếu mà sử dụng tốt và vệ sinh kỹ, tái khám định kỳ thì thời gian sử dụng có thể lên tới làm trọn đời. Chị ý thì làm việc ở nước ngoài nên là sau 3 tháng sau thì khi mà chị ý quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi sẽ tiến hành là lấy dấu và lên răng cho chị ý. Sau đây thì các bạn cùng chúng tôi sẽ theo dõi toàn bộ quy trình mà cấy ghép hai trụ implant cho chị Hoàng Thị Thơm nhé.